Trong một báo cáo vừa công bố, Ukraine đang mất 10.000 máy bay không người lái UAV mỗi tháng do bị các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đánh lừa. Thông tin này được trang Business Insider hôm 22 tháng 5 dẫn lại báo cáo được Viện Các Quân Chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, Russia công bố gần đây về năng lực quân sự của Nga. Theo Rusi, chiến tranh điện tử là một thành phần quan trọng trong chiến thuật của Nga và góp phần gây ra thiệt hại lớn cho lực lượng UAV Ukraine. Năng lực của Nga Báo cáo không nêu rõ những mẫu máy bay nào thường bị hạ hoặc theo tỷ lệ nào. Tuy nhiên, ông James Patton Rogers, giáo sư nghiên cứu chiến tranh và chuyên gia về UAV, Đại học Nam Đan Mạch, nói với Business Insider rằng phần lớn những UAV bị mất thuộc loại thương mại nhỏ, tương đối rẻ được sử dụng để giám sát. Dù cho rằng các số liệu có thể bị phóng đại, nhưng ông Rogers nói điều này vẫn cho thấy mức độ hiệu quả cao trong tác chiến điện tử của Nga. Ông cũng chỉ ra rằng số liệu cho thấy quy mô sử dụng UAV lớn chưa từng có ở Ukraine và gọi đây là một trong những cuộc xung đột đầu tiên giữa UAV. Báo cáo của Russi cho biết, dọc theo khoảng 1.200 km tiền tuyến của cuộc xung đột, cứ cách mỗi 10 km, Nga duy trì một hệ thống tác chiến điện tử lớn với nhiệm vụ vô hiệu hóa UAV. Theo tờ The New York Post, tiến sĩ Jack Watling, Đồng tác giả báo cáo của Rusi cho rằng, thành công của Nga phải kể đến các hệ thống công nghệ cao như trạm gây nhiễu Shipovnik Aero. Trạm này rất khó bị phát hiện, có thể bắt chước nhiều loại tín hiệu khác và tung một loạt hiệu ứng định vị tinh vi để đánh gục UAV. Ukraine đối phó Báo Anh The Guardian hồi tháng 4 dẫn lời các kỹ thuật viên điều khiển UAV ở tuyến đầu cho biết, một trong những mẫu phổ biến nhất là UAV thương mại DJI đang nhanh chóng mất tác dụng. Tuy nhiên, chuyên gia Rogers cho biết Ukraine đang tự phát triển các hệ thống UAV riêng. Theo thống kê của Business Insider, Ukraine có nhiều UAV từ loại nhỏ cấp thương mại thường được sử dụng để trinh sát hoặc làm đạn tuần kích cho đến Bayraktar TB2 trị giá hàng triệu đô la Mỹ có khả năng tiêu diệt xe tăng Nga. Ngoài ra, Ukraine cũng đang tự phát triển đội quân UAV thô sơ với giá thành rẻ thông qua chương trình gây quỹ trực tuyến với tên gọi United 24. Trong thời gian ngắn, Ukraine đã bổ sung vào kho nhiều loại UAV được đánh giá là có thể tiêu diệt những loại vũ khí cùng loại, nhưng đắt tiền hơn của Nga. Theo Business Insider, một số UAV cảm tử tự chế của Ukraine thô sơ đến nỗi các chất nổ được cố định trên thân máy bay chỉ bằng băng dính. Tính đến giữa tháng 5, dữ liệu từ kho thiết bị của United 24 và báo cáo của lực lượng UAV Ukraine cho biết, Kiev đã dùng tiền quyên góp mua tổng cộng 3.839 UAV, hơn 1 phần 2 trong số này đã được gửi đến tiền tuyến. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo thanh niên.